Rồi ok, chuẩn bị chưa? Rồi, xuất phát. Rồi, mình đang tập cho bạn học viên chưa biết chạy xe con trên sân thi mới. Xe thi mới A2 của mình là LA nha, 250 chạy rất đầm, chạy rất là ok. Tốt, đúng, cứ thế mà em bo đều, đúng rồi. Ê, hơi lố rồi, tại hồi nãy em thả cái ga ra. Tiếp tục bo đi em, phải bo cho đều lái luôn chứ đừng có trả thẳng lái lại. Chưa hết cua là cứ còn bo nha. Bo đều, tập trung vào bo đều ấy. Bo đều, bo vòng trong, bo vòng ngoài, bo theo cái vòng bên ngoài á, chứ không có bo theo cái vòng trong. Mà bo đều tay đi, cứ đều tay vô, nhưng mà đánh lái từ từ thôi chứ đừng có đánh lái gắt quá. Gắt quá nó bị cắn bạch. Chưa? Rồi tiếp tục, ok. Như vậy cứ em cứ là thế đó, em cứ bo đều chứ thế mà làm thôi. Rồi, được chưa? Tốt.